Tựa đầu gục ngã, vì mỏi mệt quá. Tiếp tục là gì? Vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi một nụ hôn. Người lạ ơi, xin cho tôi một nụ hôn. Rồi gì nữa? Mừng rồi tôi cha, đừng vội vàng quá. Đừng vội vàng quá. Em không biết vậy là thần đầm ông nhạc hả?